Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Và làm sao để lựa chọn cho mình được một bộ dàn nghe nhạc phù hợp với gu thẩm mỹ, gu nghe nhạc, phù hợp với mức tài chính kinh tế chúng ta đầu tư cho một bộ dàn. Và khi các thiết bị trong bộ dàn các bạn mua ấy được phối ghép với nhau sẽ trở nên tương thích với nhau nhất, cho ra chất âm tuyệt vời nhất. Thì ngày hôm nay HD Radio sẽ chia sẻ đến cho quý khách hàng và các bạn một số những cái kinh nghiệm để các bạn có thể tự mua cho mình một bộ dàn nghe nhạc nhé. Vâng, như các bạn đã biết thì trong một bộ dàn nghe nhạc cơ bản thì sẽ gồm những cái thiết bị như sau. Đầu tiên không thể thiếu được đó là loa. Tiếp đến là âm ly. Đầu phát nhạc. Thì đầu phát nhạc hiện tại trên thị trường gồm có những cái mẫu phổ biến như là đầu CD, đầu đĩa than hay là bộ giải mã DAC. Đó. Và cuối cùng không thể thiếu được là dây jack kết nối. Và theo những kinh nghiệm của mình thì mình sẽ phân bổ về mặt tài chính cho một bộ dàn nghe nhạc như sau. 40% mình sẽ dành để mua loa, 30% dành cho mua âm ly, 20% dành cho mua đầu phát nhạc và 10% còn lại thì mình sẽ mua dây jack kết nối. Thì đối với loa thì mình sẽ lựa chọn đầu tiên ở trong bộ dàn. Mình sẽ tìm những mẫu loa phù hợp với cái gu nghe nhạc, gu thẩm mỹ của mình. Đó. Thì loa thì sẽ có hai dạng, đó là dạng Buxell như thế này. Với dòng loa Buxell như thế này thì sẽ có kích thước khá là nhỏ gọn, nhưng công suất đi kèm theo là cũng không lớn, cũng khá là nhỏ. Dòng loa Buxell thì sẽ phù hợp với cái không gian và diện tích phòng từ 15 đến 20 mét vuông. Tiếp đến là dòng loa cây hay còn gọi là loa đứng. Ở dòng loa này thì sẽ cung cấp công suất mạnh mẽ hơn so với loa Buxell. Mỗi một dòng loa thì sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau, đúng không? Sẽ có những kiểu dáng thiết kế khác nhau. Như các bạn thấy đây, đối với cặp loa JBL và cụ thể đây là cặp Studio 690. Cặp loa 690 này thì có kích thước cũng khá là lớn, thiết kế trông hầm hố và mạnh mẽ. Ở chất âm thì dòng loa JBL sẽ cho chất âm là trầm ấm với tiếng bass uy lực mạnh mẽ. Đây các bạn có thể thấy, nhìn cái loa trông rất gấu phải không các bạn? Đó. Còn đối với dòng loa ở trước mặt các bạn đây, đây là cặp loa đến từ thương hiệu Calip, có tên model là RP5000F25 mã, mới được cho ra mắt tại HD Radio. Các bạn có thể quan sát thấy thiết kế của cặp 5000F này trông rất là cổ điển, sang trọng. Còn chất âm thì sẽ cho giải trung âm sáng và có độ chi tiết cao. Tổng hợp chung lại thì khi lựa chọn một bộ dàn nghe nhạc, chúng ta sẽ lựa chọn loa đầu tiên. Và tùy theo sở thích của các bạn đối với những thương hiệu loa thì sau đó chúng ta sẽ lựa chọn về mặt công suất làm sao cho phù hợp với không gian và diện tích phòng của các bạn. Đó. Và đối với loa thì không chỉ cần nghe phải hay thôi mà cũng cần phải đẹp. Đó. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ lựa chọn loa là thiết bị đầu tiên trong một bộ dàn nghe nhạc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với việc lựa chọn âm ly. Thì khi lựa chọn âm ly thì ở trên đồ nghe nhạc ấy, thì các bạn đừng quá quan tâm nhiều đến công suất của âm ly, mà các bạn hãy chủ yếu hãy quan tâm đến trở kháng và độ nhạy của cặp loa mà bạn đã lựa chọn trước đó. Và để thử sức mạnh của âm ly xem nó có phù hợp với cặp loa mà bạn đã lựa chọn hay không thì các bạn hãy nghe thử luôn. Theo như mình, kinh nghiệm của mình thì các bạn sẽ sử dụng mức âm lượng khoảng 40% trên âm ly. Thường thì ở mức âm lượng này thì cặp loa sẽ thể hiện được tất cả các giải như bass, trung, chép. Nếu khi nghe mà các bạn thấy tiếng bass, đặc biệt các bạn hãy lắng nghe tiếng bass. Nếu tiếng bass lỏng, nghe chậm hoặc là không tròn tiếng thì lúc đó chiếc âm ly mà các bạn đang thử ấy sẽ không phù hợp với cặp loa mà bạn đã lựa chọn. Thì lúc đó thì các bạn sẽ phải lựa chọn một chiếc âm ly công suất lớn hơn một xíu. Bởi vì trong đồ nghe nhạc này nó sẽ không có một cái công thức cụ thể nào để chúng ta phối ghép để tính công suất âm ly và công suất của loa làm sao là phù hợp nhất, không có các bạn nhé. Và để các bạn hiểu rõ hơn thì mình sẽ lấy ví dụ để cho các bạn dễ hiểu này. Đối với cặp loa Calip RP5000F này có công suất RMS là 100W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên đến 95 dB. Nếu các bạn lắp đặt cặp loa này ở trong một không gian phòng dưới 20 m² và cái thể loại nhạc các bạn nghe ấy là thể loại nhạc nhẹ nhàng như nhạc bolero chẳng hạn, thì bạn chỉ cần một chiếc âm ly có công suất RMS không quá 50W là ok. Và cụ thể ở đây
là chiếc âm ly PMA đến từ thương hiệu Đến Âm có tên model là PMA600NE. Thì chiếc âm ly này có công suất RMS là 45W, chắc chắn sẽ phù hợp với cặp loa RP5000F. Còn trong trường hợp các bạn nghe cặp RP5000F hai la mã này ở trong cái không gian có diện tích từ 25 đến 30m2 ở mức âm lượng lớn, thì khi đó chiếc âm ly để phù hợp với cặp loa RP5000F này phải có công suất khoảng từ 70W trở lên đó. Thì lựa chọn hợp lý ở đây là chiếc Mahjong có tên model là NR1200. Chiếc âm ly này thì có công suất RMS khi đánh ở trở kháng 8 ohm là 75W các bạn nhé. Tiếp theo, việc lựa chọn nguồn phát cũng là một yếu tố rất là quan trọng trong bộ dàn nghe nhạc. Thì cách đây khoảng vài chục năm thì đầu băng cối, đầu đĩa than hay đầu CD là nguồn phát nhạc chính của những người chơi nhạc. Tuy nhiên, xu thế dần thay đổi với sự tiện lợi được ưu tiên thì những chiếc DSC là lựa chọn hàng đầu của những người chơi nhạc. Với mỗi loại đầu phát nhạc thì sẽ sở hữu những cái ưu điểm nhược điểm khác nhau. Đối với đầu đĩa than và đầu CD thì những bản nhạc được phát ra ấy sẽ có độ mềm mại, độ trong trẻo và tự nhiên, rất giàu cảm xúc. Các bạn sẽ có cảm giác nghe như ca sĩ hát bên cạnh mình ấy. Và như đầu đĩa than và đầu CD thì sẽ khá là phù hợp với những cái dòng nhạc cổ điển hay là nhạc đồng quê đó. Nhược điểm của hai loại đầu đĩa than và đầu CD là lưu được rất ít dữ liệu, và ngoài ra cái vấn đề mà bảo quản đĩa ấy là rất là kỳ công. Nếu các bạn bảo quản không tốt thì làm cho đĩa nó bị xước, thì lúc đó thì chất lượng nhạc được phát ra nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ thì cũng đang tập chơi đầu đĩa than. Thì hiện tại HD Radio thì có rất nhiều mẫu đầu đĩa than ở các phân khúc giá khác nhau. Đặc biệt là dành cho người mới chơi thì có đầu đĩa than đến từ thương hiệu Tech TN180BT hoặc Audio Technica LP60XUSB có mức giá là chưa đến 5 triệu thì cũng rất là phù hợp với các bạn mới chơi đầu đĩa than các bạn nhé. Còn đối với DSC cụ thể đây là chiếc DSC đến từ thương hiệu Cambridge có tên model là CXNV2. Thì DSC thì sẽ có ưu điểm nhỏ gọn, tiện lợi, có dữ liệu bài hát online hoặc offline lớn. Các bạn chỉ phải đầu tư một lần, không quá kỳ công trong việc bảo quản thiết bị giống như đầu đĩa than và đầu CD. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều mẫu DSC của các thương hiệu khác nhau với các mức giá khác nhau, nên khi chọn mua một chiếc DSC, các bạn cần căn cứ vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mình, phù hợp với các thiết bị ở trong bộ dàn. Ví dụ như các bạn đầu tư một bộ dàn khoảng 50 triệu thì cái đầu DSC thì các bạn chỉ cần mua ở mức khoảng 10 triệu đồng thôi là ok rồi. Việc lựa chọn được một chiếc DSC thích hợp đôi khi sẽ khắc phục được một số cái nhược điểm ở trong cái bộ dàn của các bạn đó. Ưu điểm lớn nhất khi sử dụng DSC là các bạn hoàn toàn có thể thoải mái nghe được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, rất nhiều bài hát khác nhau, nó không bị đơn điệu giống như là đầu CD hoặc đầu đĩa than đâu các bạn ạ. Và cuối cùng là phần dây jack kết nối thì chiếm khoảng 10% mức đầu tư tài chính trong bộ dàn của các bạn, thì nó cũng không phải là không quan trọng đâu ạ. Các bạn sẽ phải lựa chọn những cái dây jack đủ tiêu chuẩn chất lượng, thì lúc đó thì chất âm nó mới ra hay được, nó không bị nhiễu. Vâng, và vừa rồi thì mình đã chia sẻ một số những kinh nghiệm để các bạn có thể tự lựa chọn cho mình được một bộ dàn nghe nhạc ưng ý nhất. Và 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực audio thì HD Radio luôn muốn mang đến cho quý khách và các bạn những sản phẩm chất lượng nhất, uy tín nhất, được nhập khẩu và bảo hành chính hãng với đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Giá thành thì luôn được cập nhật ở mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại. HD Radio có đa dạng phương thức thanh toán như trả góp lãi suất thấp, trả góp lãi suất 0 đồng, thanh toán COD và quẹt thẻ. Hãy truy cập website hdradio.vn để được biết thêm thông tin chi tiết, hoặc điện thoại đến số hotline 18000042 miễn phí để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất. Các bạn cũng đừng quên bấm like cũng như subscribe cho kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.